Good evening everyone! Good evening! Good evening! Good evening, yeah. good evening, yeah. good evening yeah. Hello everyone! Hello! hello, hello. Xin chào tất cả các con! Oh, hello. Oh, hello. How are oh, you? Mọi người. I'm very good! Yeah, xin chào tất cả các bạn và rất là vui được gặp lại tất cả các con trong buổi học áp cuối của tháng ngày hôm nay mang chủ đề là ôn tập mà đây là lớp trung học cơ sở cơ bản Chính vì cái tên cơ bản đó mà thầy sẽ không thể nào mà đi quá sâu được ha, thầy sẽ uh, luôn luôn nâng niu những bạn cơ bản để không ai bị bỏ lại, đó chính là mục tiêu của chúng ta ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ có một buổi học ôn tập. Chính vì cái tên ôn tập này mà có thể nó sẽ hơi khó khăn một chút cho những bạn chưa bao giờ học với thầy. Do đó là nếu mà các con là người mới ngày hôm nay hãy cho thầy biết bằng cách comment chữ me vô trong khung chat để gì? Để thầy biết và thầy lưu ý với các con. Và nếu được thì nếu các bạn học luôn được bữa hôm nay thì quá tốt Để coi cái không khí nó như thế nào và cái cách thức nó như thế nào Còn nếu mà muốn học lại từ đầu thì đầu tháng nha Đầu tháng 11 chúng ta sẽ học lại à, những cái kiến thức căn bản Rồi trong khi chờ đợi thầy muốn uh, chào tất cả các bạn đã gửi lời nhắn cho thầy trong khung chat này Xin chào Bảo Thắng, xin chào Minh Quân, xin chào Bách Triệp uh, Trời ơi chào xin thầy, thầy có bài mới chị thầy uh, Có nhiều lắm con nhớ ông hộ Cảm ơn Diệu anh. Ôi trời ơi, chắc phải chụp mấy cái lời nhận xét này lại để khoe với cộng đồng mạng đó. lúc à, lớp cơ bản đúng là Nhật Minh Yến à, à, Nhi hả? Không phải đâu con, chắc con lộn rồi. À, thầy ơi, hình như thầy vừa từ thủ Đức về phải không? Chắc con lộn rồi đó Yến Nhi, tại vì thầy ở đây mà. <laughs> rồi Uyên Thảo con học phát âm đuôi S con quên rồi, được lát nữa thầy sẽ nhắc lại cho. Tâm an chào con. Đó, ok, right, 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 right. ok. Thank you lớp, Rồi, right, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Yes, Bảo Ly chúc con thi tốt nha Rồi, Linh Chi chúc con thi tốt luôn Ok, Anh Thư con có vẻ rất là giỏi hóa nhỉ Yeah, hồi xưa thầy cũng thích môn hóa lắm luôn đó Và bây giờ, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một trò chơi Đó là trò Tâm và Gia Huy Con có biết Tâm và Gia Huy là gì không? À, chúc Mai Việt và tất cả mọi người luôn nha Có ai biết Tâm và Gia Huy không dạ? Tâm và Gia Huy là gì vậy? Tâm và Gia Huy, có ai biết Tâm và Gia Huy không? Không biết hả? Tâm và Gia Huy á Ah, ok đúng rồi Tom and Jerry phiên bản tiếng Việt đấy ạ à. rồi bạn Tâm Tâm là bạn mèo ha và bạn Gia Huy Tom. bạn, cái uh, đây bạn... Đây là Gia bản Huy bản là cuộc chiến thế này gọi là 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 cái là con chuột đó. đó ok yeah. Tom and Jerry yeah. đó yeah. rồi. đó rồi ok Tom và Jerry rồi được rồi hôm nay chúng chúng ta sẽ chơi một trò chơi được gọi là Tâm và Gia Huy thì hôm nay sẽ là một cuộc chiến giữa hai đội đội Tâm và đội À, gia huy rồi thầy thấy có nhiều bạn nhắn tin như thầy đó rồi một lát nữa thầy sẽ, sẽ 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 trả lời sau bây giờ làm giúp thầy một chuyện nha mình sẽ chia thành hai đội để mình thi đấu với nhau để coi cuối cùng đội tâm hay là đội gia huy sẽ chiến thắng đầu tiên những bạn nào tên bắt đầu từ chữ đòi đợi thầy một chút để thầy coi cái danh sách uh, của mình coi nó như thế nào nha Um, ok để coi Ok không Rồi cảm ơn mấy đứa Bạn nào tên bắt đầu từ chữ A Cho tới chữ M Là đội Tom Đội Tâm Bạn nào từ chữ N Cho tới chữ Y dài Là đội Jerry hay là đội Gia Huy. Nhờ các bạn, bây giờ thầy sẽ chính thức cho phép các con đổi tên. Các con sẽ được đổi tên trong buổi học ngày hôm nay nhằm mục đích là phục vụ cho trò chơi. Nhớ, tên của mình vẫn phải giữ nguyên chẳng hạn Đỗ Ngọc Bích, Hồ Minh Hà, Nguyễn Hoàng Minh Đức giữ nguyên như vậy chỉ thêm cho thầy ở đằng trước cái chữ Tom hoặc là chữ Jerry thôi để biết chúng ta đội nào ví dụ Tom gạch một cái nè con cách một cái gạch một cái ghi cho thầy nguyễn hoàng minh đức đó thí dụ như vậy rồi còn những bạn nào mà đặt những cái tên mà nó không có hay hay những cái tên thể hiện sự sự thiếu lịch sự cô giám thị sẽ mời ra thầy không có chịu trách nhiệm đâu nha thầy không có bình được đâu nha rồi đó, mấy con làm đi. Và trong khi chờ đợi mấy con làm cái chuyện đổi tên cho phù hợp với cái đội của mình thì thầy sẽ trả lời những câu hỏi của các con Nguyễn Hoàng Minh Đức. Ủa tại sao Nguyễn Hoàng Minh Đức lại là chữ Tom? Bởi vì tên gì? Tên Đức đúng không? Tên Đức là chữ đờ, chữ đờ nằm từ A tới M cho nên là con là đội Tom. Rồi thầy thấy một bạn bất kỳ nha, chẳng hạn như là bạn rồi, bạn Hoàng Uyên Thảo chẳng hạn thì con sẽ đổi tên của con biết cách đổi tên không bấm cái nút rename đó đổi tên lại ghi là cherry cách một cái gặp một cái rồi cách một cái ghi hoàng uyên thảo tại sao vậy tại vì cái chữ thảo á chữ thờ á con là nó nó nằm trong cái bộ từ từ n tới y dài các con có 5 phút đổi tên và thầy cũng có 5 phút để cho phần trả lời giải đáp mọi thắc mắc của các bạn Ai có thắc mắc gì, ai cần lời chúc trộm vía, xin vía, nhã vía gì đó để ngày mai đi thi đó, thì xin mời đặt câu hỏi. À mà không phải đặt câu hỏi nữa mà là giơ cánh tay lên để thầy mời con đặt câu hỏi. Giơ cánh tay lên đi con. Rồi mấy đứa làm đi nào trả lời thắc mắc. Để để ghi lại đây nha. Con hãy đổi tên nha. Để đây nè. À, tên từ A tới M đổi thành. Tom và tên con. Ví dụ, Tom gạch cái Nguyễn Hoàng Minh Đức. Rồi, tên từ N cho tới chữ Y dài. Con sẽ đổi thành Cherry. Biết cái nút đổi tên chưa? Đó, thì đây có một vài bạn đổi tên được rồi đó. Rồi, những cái tên nào không phù hợp là cô giám thị sẽ mời ra. Thầy không chịu trách nhiệm đâu nha. À, ví dụ đây, Cherry Đây là môi trường lớp học các con ạ à, Cho nên là mình sẽ phải văn minh, lịch sự và có văn hóa Hoàng Uyên Thảo thí dụ vậy ha Chữ Thảo nó nằm ở giữa từ N đấy Rồi trong khi chờ đợi, bạn nào có câu hỏi xin mời bấm nút giờ tay Mời bạn Trần Nhật Minh, mời con Và các con có 5 phút để đổi tên, nhanh nha Nhật Minh đặt câu hỏi đi con. Ủa, Nhật Minh đâu rồi? Nhật Minh rồi mời Ê con. Rồi mời sao con Nhật Minh. Mai em đi âm nhạc sẽ hát một bài chúc em đi thầy. À, chúc bài chúc chúc em ha. Rồi. Đó là bài bài gì để để chúc bây giờ rồi Nhật Minh cần chúc để thầy suy nghĩ bài hát nha con, cần thầy hát chúc. Rồi cuối giờ thầy sẽ hát chúc cho tất cả mấy mấy con luôn. Rồi cuối giờ sẽ chúc cho Nhật Minh lẫn tất cả các bạn luôn. Bây giờ thầy chưa nghĩ ra bài nào. Rồi để đó ha. Mời Lê Tiến Đạt. Đạt hỏi gì? Trí Đức chuẩn bị nè Đạt, Ủa Đạt có hỏi gì không? Ủa sao dơ tay xong rồi cái trời Ờ giơ tay xong rồi cái bỏ xuống vậy đó hà Làm người ta mất vài giây khổ ghê Trí Đức có hỏi gì? Ừ, thầy em sắp chuẩn bị học thi tiếng Anh rồi Thế nên là cần hát chút đúng không? Vâng Ok luôn sẽ chúc mừng cho Trí Đức cuối giờ Cảm ơn Tiếp theo mời bạn uh, uh, Diệu Anh Con có câu hỏi gì không? dịch tên con đi thầy. dịch tên con rồi ok diệu và anh dịch tên để cuối giờ luôn. À, bây giờ những cái kích... không dịch luôn đi. dịch tên đúng không? dịch luôn nha. diệu có nghĩa là kỳ diệu. con có thể dịch đơn giản. wonderful. còn hai gọi là xịn hơn chút. dịch cho thầy. miracle. miracle là điều kỳ diệu. Rồi vậy nha. Ok. Thế còn anh là gì? Anh có nhiều nghĩa. Thầy không biết tên của ba mẹ con đặt con tên anh là có ý gì? Một, anh có thể là thông minh. Chẳng hạn như là anh quân. Chẳng hạn như là anh kiệt, anh hào, anh hùng. Những cái chữ anh đó có nghĩa là thông minh. Dịch là smart. Hai, anh là cách đọc trại của chữ anh là một loài chim. Ok. Chim đó mình có thể dịch, dịch là robin. Rồi, mình có thể dịch là Robin nha Chim oanh thường nó là như vậy Cho nên là cái tên của con Một là gì? Diệu Anh đúng không? Một con có thể nói là uh, Wonderful and smart Hay là Để dạy cho đúng ngữ pháp nè Wonderfully smart Đó Hoặc là A uh, wonderful Robin Một con chim oanh diệu kỳ Đó chính là bạn Diệu Anh Rồi mấy đứa Dịch tên để sau ha Có ai hỏi về cái gì khác không? Thì mời bạn Phương Nhi Minh Cường chuẩn bị Ủa thầy ơi con ừ. dịch tên thầy Dịch tên rồi Phương là thơm à Hoặc là phương hướng Nhưng mà thường ít có ai đặt tên Phương Có ý nghĩa là phương hướng lắm còn ha Phương ở đây là thơm Con có thể ghi là perfume Nhớ thêm id dùm thầy ha Là có mùi hương Có mùi thơm Rồi và Nhi ở đây là gì à, thầy, thêm chút xíu Mùi thơm này là mùi thơm của thực vật Nhưng phải mùi thơm của đồ ăn nha Của của thực vật Chẳng hạn như là cỏ nè À, hoa nè đó tinh dầu những cái đó đó thì mình sẽ dùng cái chữ perfume để để nói về mùi thơm à, tương tự như những bạn tên là phương thảo những bạn tên là phương hoa phương chi phương vi những cái tên như vậy là mùi thương của hoa của cỏ nhi ở đây thường nha con thường là trẻ em thường là vậy con thể dịch là kid là child gì đó phương nhi là đứa bé thơm à, rồi, vậy ha. Tiếp theo thầy mời bạn uh, Lê Ngọc Thiện Thiện có hỏi gì không? Thầy ơi, thầy ra cắt đô nửa sầu chưa? Rồi. Con đen không Gửi trong Zalo rồi đó. Rồi thôi được rồi để để cuối giờ thầy sẽ phát lại cho mấy con coi. À cuối giờ phát lại ha. Cuối giờ phát lại. Rồi ok, tiếp theo mời bạn Trúc Phương. Đây nè Trúc Phương nè. Cái tên Phương của con cũng có thể là thơm đó. Mùi thơm của cây trúc. Rồi Trúc Phương hỏi gì con? Dạ thầy ơi. Ừ. Dạ đổi tên sao này hả đổi tên đó hả dạ nãy nãy à. giờ tìm không được thầy rồi thì không được Này làm giúp luôn cho Jerry rồi xong nha mời bạn Trần Nguyễn Minh Khiêm dạ thầy cô, cô giáo dẫn các bạn gửi tên giùm thầy sao, sao, Khiêm? dạ thầy ơi con cũng sắp thi rồi đó thầy sắp thi chúc luôn ha rồi chúc những bạn nào cần chúc gom vô thành một nhóm lát chúc chung cảm ơn khi mời minh cường trần minh cường Dịch tên hả? Minh Cường Rồi Dịch tên Có câu hỏi nào khác Ngoài dịch tên Rồi Minh Intelligent Thông minh ha Intelligent Hay là smart đi chữ smart hay hơn Hoặc là Có thể chữ Minh là sáng nữa Chẳng hạn Bình Minh Bright Cho nên là thông minh Hay là sáng láng gì Thì nó cũng đều tốt cả Cường có nghĩa là mạnh mẽ Ok Strong Yeah Rồi Đó là Minh Cường ha Smart and strong À, một tinh thần minh mẫn cho một sức khỏe cường tráng con có nghe câu bác hồ dặn không? Đó tên của con có cả hai, vừa minh mẫn vừa cường tráng, tức là nếu mà thầy được dịch cái tên của con một cách gọi là xịn ha, một cách gọi là sang chảnh ha thì minh cường có nghĩa là physically and mentally strong. Nghĩa là mạnh mẽ về thể lực lẫn tinh thần đó, đó là minh cường đó. Nhớ chữ cường, Bảo Liên mời con chắc là câu hai câu nữa nha hai câu nữa Ê, thôi dịch con ơi, mai con cái tiếng anh này á à, ủa mai con tiếng anh là dịch tên hay là gì dịch tên phải không rồi bảo là quý quý này có nghĩa là precious là quý giá cái gì đó quý giá là precious nhà gần ha quý giá đó liên là có thể là bông, bông hoa sen ừ, bảo liên ừ hoa sen một loài sen quý lotus ok uh, precious lotus. Rồi thêm một câu cuối cùng nữa lên từ bạn Lê Quốc Cường. Những bạn khác lát nữa tính tiếp. Rồi. thầy là tại sao em đăng nhập vô cái ờ rút Zalo của trung tâm cơ sở cơ bản mà nó tự chưa cho em vào Chưa cho em vào con gọi cho cô Ánh uh, nha. Cô à, Ánh đi làm con muốn đăng ở cùng chờ à vậy hả? đang à, đăng bây giờ không được hả? này thầy không biết ừ. con rồi thôi rồi, rồi, rồi. Để, để, à, để 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 thầy nhớ thầy lưu ý với bạn Lê Quốc Cường, ok? để thầy lưu ý về Lê Quốc Cường, ừ, thầy cũng không biết nữa. Ừ, thầy. À, có thể là do hay có thể là con không có kết bạn với cô, nhưng cô không có được con vô nhóm được. rồi hôm nay tạm thời tới đây mấy đứa ơi, đổi đổi tên hết chưa? đổi tên hết chưa rồi phải không? Đổi hết rồi phải không? chúng ta chuẩn bị cùng nhau chơi trò chơi được gọi là và gia huy cuộc chơi bắt đầu à, cuộc thôi mấy cái này bỏ qua cái này xong rồi bỏ qua, bỏ qua bỏ qua bỏ qua bỏ qua đi đây 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 mấy bạn ơi kính thưa tất cả quý vị và các bạn thân mến chào mừng tất cả quý vị cùng đến với cuộc đua giữa tâm và gia huy ở đây chúng ta thấy bạn tâm và bạn gia huy cùng nhau xuất phát tại một vị trí kẻ vạch rất là công bằng và cứ mỗi câu trả lời đúng thì đội tâm và đội gia huy sẽ được tiến lên phía trước một bước bạn nào về đích đầu tiên sẽ là người chiến thắng và người chiến thắng này không phải là một người mà là cả đội nói cách khác vinh quang này của chúng ta không phải là chúng ta hưởng thụ một mình mà là hưởng thụ dành cho cả một đội và như vậy thì những bạn nào mới vào nhờ cô giám thị cô ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn cách là gì đó là amrn gì đó để các bạn đổi tên để chọn đội của mình nha và bây giờ câu hỏi đầu tiên sẽ được phép bắt đầu để coi đội Gia Huy và đội Tâm. Đội nào sẽ có mặt đầu tiên? Trước tiên hãy cùng nhau thể hiện sự quyết thắng bằng cách nói thật to tên của mình. Tom hay là Cherry? Let me ask you again who is going to be the winner today? Rồi thầy nghe là Tom và Terry đúng không? Vậy thì chắc là uh, bất phân thắng bại rồi chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu số 1. Các bạn hãy nhanh chóng, thật sự là nhanh chóng để để làm gì? Trả lời thật là nhanh bởi vì trong top 20 nếu Tom nhiều hơn là Tom thắng. Cherry nhiều hơn là Cherry thắng và ai thắng sẽ được tiến lên một bước. Chúng ta cùng nhau đến với câu số 1 có nội dung như shall. Choose the word whose primary stress is put differently from that of other the others. One, two, three, go. Bang barang 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 barang. Sắp Giáng sinh rồi các con hãy cố gắng lên nha. Rồi mai mốt khi tới Giáng sinh chúng ta sẽ rất là vui vẻ với điểm cao và với học tập thật là tốt lắm. <laughs> Cái Dũng nghe gì hết. Câu hỏi có nội dung như sau. Hãy chọn từ chọn từ có gì? Có phần nhấn trọng âm. Trọng âm chính nha mấy con, được đặt khác với những từ còn lại. Hiện tại thầy thấy hầu như tất cả mọi người đều có câu trả lời, ai chưa có sẽ ghi cho thầy đi. Nếu các con vẫn còn nhớ thì đừng quên rằng phần lớn các từ nó sẽ được nhấn vào trước chữ sền nhấn vào trước chữ sền thấy chữ sền tìm cho thầy cái âm tiết nhấn vào đó giùm thầy đi hoặc thấy chữ rền cũng vậy luôn thấy cái chữ rền này cái chữ đằng trước đó là gì mà không cần biết nhấn vào đó giùm thầy đi hoặc thấy từ x chữ x này thường nó không đứng một mình nó sẽ có cái gì đó chẳng hạn như là chữ m thì nó là mic chữ n thì nó là nick chữ s thì nó là zik rồi có thể đằng sau nó có cái gì đó chẳng hạn như là echo gì đó không không cần biết thấy chữ x này đằng trước nó là âm tiết gì nhấn vô đó giùm thầy đi đấy chính là quy luật nhấn trọng âm mà thầy đã dạy cho các con cách đây không lâu được nha nhớ nha nhớ quy luật trọng âm nghe chưa để mai mốt còn đi thi nghe chưa tâm và gia huy chuẩn bị nha rồi vậy thì coi ở đây có chữ s nhấn vào đằng trước đó là nhấn vào chữ k chúng ta nhấn vào k tiếp theo ở đây có chữ x nè chữ x thì đằng trước nó có con thấy chưa mình thường là sẽ có cái chữ gì đó đằng trước ở đây là chữ s thấy x nhấn vào trước x có nghĩa là nghĩa là Nhấn vào chữ phí dùm thầy đi con. Chữ nào nhấn thầy cho màu vàng cho nó nổi nha. Đây nhấn vào đây nè. Nhấn vào đây nè. Đó. Nhấn vào phí nha. Tiếp theo. Lại là chữ X tiếp. Đằng sau có cái gì? Đằng trước có gì? Không cần biết. Thấy chữ X. Nhấn vào đằng trước đó dùm thầy đi con. Nhấn vào mil. Đó. Tiếp theo câu cuối cùng. Thấy chữ gì? Chữ sền. Thấy chữ sền. Nhấn vào đằng trước nó dùm thầy đi con chúng ta đã xác định xong tất cả những âm tiết có nhấn trọng âm. vacation physics musical mansion thấy có nhấn chưa? Còn bây giờ là động tác đếm vị trí. Vị trí của trọng âm sẽ được tính từ đầu từ. Ở đây chữ V được tính là số 1. Chữ K tính là số 2, chữ sền đến từ số 3. Chúng ta cứ đếm từ trái qua. Ở đây nhấn vào chữ K có nghĩa là nhấn vào âm tiết số 2, con thấy chưa? Do đó thầy sẽ nói rằng từ này nhấn âm 2, vị trí nó là số 2. Câu B tương tự, từ trái qua, phi là 1, zix là 2. Phi zix nhấn vào âm 1, thầy ghi số 1. Tương tự như vậy, musical, từ có ba âm tiết nhấn vào âm số 1. Không phải musical nha, musical. Rồi câu D, mansion Thấy chữ men nhấn vô cho thầy đi. Đó, very good. Mention. Vậy thì các con nhìn thấy là vị trí đặt trọng âm của bốn từ này có B, C, D giống nhau. Chỉ có câu A là khác nhau thôi. Và câu này chính là câu trả lời cho câu hỏi. Chọn từ có vị trí đặt trọng âm chính khác với những từ còn lại, đáp án là câu A. Và bây giờ thầy sẽ xem coi đội Tâm và đội Gia Huy, đội nào sẽ giành chức vô địch. Thầy ghi đây nha. Đội Tom, đội Tom thầy sẽ ghi là chữ T, đội Cherry thầy ghi chữ J nha. Đếm nè. Anh Quân con là Cherry nha, con sửa tên giùm thầy, cô giám thị giúp giúp cho Cherry giùm thầy nha. Long Bách mới vô nè, đổi tên nè. À, bây giờ ai ai không có tên là không tính nha. Tụi con hãy uh, gọi là gọi là hãy hỗ trợ đồng đội của mình cho các bạn được vào nhóm chỉ vì Long Bách trả lời đúng rồi nè Long Bách trả lời đúng đầu tiên luôn á Long Bách nhưng mà con không có tên đội tên con là chữ bờ đúng không Long Bách cho nên con là đội Tom nhưng mà tên con chưa có cho nên chưa tính điểm cho đội Tom được đầu tiên Lê Hoàng Bảo Liên đã giành ra một suất đầu tiên cho đội Tom Bảo Liên một Châu Anh hai Văn Minh ba rồi. Yến Nhi 4, Yến Nhi đội Cherry 1 phiếu. Xuân Bách 5. Tâm An sai rồi. <laughs> Ai nữa, có chọn câu A mới đúng nha mấy con nha, phải chọn câu A mới đúng. Rồi, Thành Nhân Ben 6 của đội Cherry. Ai nữa? Trọng việc chưa có tên, chưa tính điểm Dương Minh Đạt. À Minh Đạt là con là Tom rồi đúng không? Minh Đạt. 7 ai nữa tới lượt ai tới lượt ai tới bạn Quân Cherry tám chỉ còn hai suất nữa thôi Ê, đang đang uh, bằng nhau nè đang gần như bằng nhau nè Yến Nhi thầy nói rồi đúng không con Yến Nhi ở à, không ở trên là bạn gì ở trên là bạn gì Nhi nhỉ? Trà Hoàng Yến Nhi còn đây là bạn Hoàng Thị Yến Nhi hai bạn này khác nhau và đang giành lại cái 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 phiếu cho bạn bạn Cherry và bây giờ là lá phiếu cuối cùng huề nhau hay là Tom dẫn đầu đây thầy kiếm tiếp người tiếp theo đó chính là bạn Hà Trúc Linh mặc dù bạn ghi là Cherry nhưng mà Linh ơi thực ra con tên là Tom <laughs> tại chữ L nó nằm giữa A và M Trúc Linh đổi lại đi con Trúc Linh con là đội Tom nha không phải đội Cherry cho nên Trúc Linh chọn sai chưa tính chọn tiếp rồi đó chính là bạn Nguyễn Ủa, cũng nữa Nguyễn Ngọc Linh con là chữ chữ L sao con lại là Cherry nữa vậy? Con là đội Tom đó. Và bạn cuối cùng đó là bạn Hồ Phạm Diệu Anh thuộc đội Tom. Vậy thì sau phần thi thứ nhất Tom 6 phiếu, Cherry 4 phiếu. Chúng ta sẽ cùng nhau coi coi. Câu tiếp theo là câu gì? Và bây giờ đây, bạn Tom đang dẫn trước. Mời bạn Tom nhích lên. Bing, 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 bing. Đó. Được không nào? Và bây giờ kính mời quý vị cùng nhau đến với câu số 2. Chuẩn bị nào mấy con. À, Thành Nhân hỏi làm sao biết mình Tom hay Jerry? Thành Nhân con là là Jerry nha. Nào mấy con thầy nói, nói lại. Có gì cô giám thị giúp thầy thêm cái phần trong câu chat. Nếu con tên từ chữ A tới chữ M A, B, C, D, E, E, G, H, I, K, L, M, N Thì từ A tới M đó Con là đội Tom Và những bạn còn lại N, O, O, O e, P, Q, R, S, T, U, U, V, S, I Con là đội Cherry Nhá bạn lê trần hữu phúc của đội cherry nói rằng đừng vội mừng nhé tâm và bây giờ là câu hỏi số 2. let's go đây điền vô đi con điền vô điền vô Gia Khanh con là Tom ấy, con không phải Cherry đâu. Điền vô đi. Cho các con thêm 30 giây nữa điền vô. Câu này là một câu thuộc lĩnh vực giới từ. Đây là đề thi vào lớp 10 của thành phố Hồ Chí Minh năm học 2022-2023, tức là năm ngoái. Các anh chị bây giờ đang học lớp 11. Rồi mời các con hãy chú ý Chú ý tất cả tất cả chú ý The house was full of glass The broken windows Nghĩa là gì vậy con? The house Ngôi nhà, căn nhà Was Đã Đã như nào? Full là đầy Full of là đầy cái gì đó Nhớ cái cách đọc là full of Đầy, đầy cái gì đây con? Glass. Glass có nghĩa là thủy tinh. Hay là ở trong miền Nam. Mình nói một cách nôm na là kiến. Còn ở miền Bắc có thể người ta dùng từ kính. Đó. Nhà đầy kính luôn. Ủa, nhà đầy kính là sao? Đọc tiếp sẽ biết. Broken windows. Chữ the là mạo từ. Mình không dịch. Ok nó chỉ là một cái mạo một cái phần ở trong danh từ thôi windows là cửa sổ thêm chữ s vô thì nó có nghĩa là những cửa sổ broken là vỡ con ạ à. vậy thì broken windows cửa sổ vỡ à, vậy thì ngôi nhà này ngôi nhà này do tâm và cherry chơi đá bóng với nhau và đã làm vỡ kính cửa sổ thành ra ở dưới sàn nhà đầy kính đã hiểu đầy kính là gì chưa đầy những mảnh vỡ kính được chưa con và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau coi coi giới từ nào là phù hợp mình có on là trên trên ở đây là trên bề mặt đó con up là lên lên ở đây là hướng lên trên trời to là đến cũng là hướng nhưng mà hướng tới một cái gì đó cụ thể to you hướng đến con to Vũng Tàu, hướng tới Vũng Tàu. To the north, lên phía bắc. To the south, xuống phía nam. To the sun, hướng tới mặt trời. To me, hướng về tôi. To là hướng đến ai đó. Và from là từ. Vậy thì bây giờ con sẽ chọn được cái từ nào phù hợp để điền vào chỗ trống ở trên. Mình ghép vô thôi con, ghép vô. Ngôi nhà đầy những mảnh vỡ kính trên cửa sổ vỡ. Tại sao lại trên cửa sổ vỡ? Không được à. Lên cửa sổ vỡ. Ồ không ổn. Đến cửa sổ vỡ. Đầy kính đến cửa sổ vỡ. Từ cửa sổ vỡ. À, ngôi nhà tràn ngập những mảnh vỡ kính từ những chiếc cửa sổ bị vỡ ôi cái chữ from này đúng là chân ái chọn câu d dùm thầy nha Yeah, đậu rồi đậu vô lớp 10 thành phố hồ chí minh rồi và bây giờ kết quả tom và jerry xin được phép công bố một nguyễn xuân bách thuộc đội tom đã ghi về một phiếu cho tom hai đó là bạn Bùi An An à, Xin lỗi sai rồi An An sai nha Tiếng Đạt sai nha Trọng bị sai mất rồi con à, Rồi um, 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 um. Đặng Xuân Phúc Ủa Xuân Phúc là đội Cherry chứ nha Phúc ơi con đội Cherry nha Rồi Nhưng mà con sai rồi Không tính <laughs> Khuê Khuê đội Tom Một phiếu cho Tom Dương Minh Đạt Một phiếu Bảo Trâm đội Cherry Một phiếu Bốn người rồi Trịnh Hưng Phúc một phiếu năm người. Phương Anh sai mất rồi. <laughs> Bình Minh sai rồi còn Cherry đội thành nhân một phiếu Cherry đang đang gọi là cân bằng lại tỷ số. Nguyễn Huỳnh Gia Phát con tên Phát là con là Cherry nha chữ P. Thiện Nhân con là Cherry. Uyên Thảo một phiếu cho Cherry. Cherry đang dẫn trước rồi mấy con ơi, còn hai bạn nữa ở đâu? Bảy bảy còn ba bạn nữa. Chi Mai đội của Tom số phiếu đang bằng nhau. Võ Văn Thành Nhân mang về một phiếu cuối cùng cho đội à, không phải một cuối cùng mà là áp cuối cho đội Cherry và bạn cuối cùng đó là bạn Nguyễn Trúc Phương mang về một phiếu cho đội Cherry. Cherry đã là người chiến thắng trong trận thắng này và xin được chúc mừng bạn Gia Huy đã có cơ hội bước lên một bước nữa. Gia Huy à, con đã bước lên ngang bằng với Tom rồi. À, 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 à. Ừ, rồi, bây giờ xin mời các bạn cùng đến với câu số 3. Ngô Gia Hân nói rằng cháu đi thầy ơi. Ôi, làm sao mà được con phải cố gắng nhanh lên thì thầy mới có thể sướng tên con được chứ. Được không? Cố gắng nhanh lên Gia Hân nha. Bây giờ câu số 3 sẽ được phép bắt đầu. Trời ơi, bạn Phương Nhi kìa bạn bêu rếu tâm kìa trời ơi con ơi tại sao lại như vậy người ta nói như thế nào thắng không kêu bài không nản vậy mà hồi nãy lúc bạn Tom dẫn đầu thì bạn gì đó đã nói rằng Ê Tom đừng có đắc ý nha <laughs> bây giờ còn phương duy con bêu rếu tâm hả bêu rếu tiếp đi con chơi mà đúng không chơi là phải quyết thắng Chơi với bạn cùng lớp của mình. Phải quyết thắng. Thảo mai chi không? Kiểu cách anh chi đúng không? Oily chi đúng không? Thắng cứ việc đắc ý. Thua. Cứ việc... Cứ việc khóc. À. Cho mấy con thêm 30 giây nữa. Và lần này thầy rất... Mong muốn được xác định Tom và Jerry. Câu này dễ. Cho nên thầy cho 20 người ha. Top 20 nha. Xin mời các bạn làm đi 15 giây nữa cố lên Đã hết 15 giây và bây giờ thầy xin phép được giải đáp như sau. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, bài học ngày hôm nay nằm trong khuôn khổ bài ôn tập của toàn bộ kiến thức trong tháng 10 mà lớp trung học cơ sở cơ bản đã học. Do đó nếu như các bạn là những người đầu tiên học buổi ngày hôm nay thì sẽ thấy bài này sao mà nhanh quá vậy, thầy đi mà nhanh như gió vậy. Đó là bởi vì đây là buổi ôn tập. Để học lại từ đầu, xin hẹn gặp lại quý vị vào tháng 11 của hôm nay. Cứ việc chơi đùa, có bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cứ trả lời. Đúng thì tốt, sai thì thôi. Sẽ được học một cái gì đó. Tất cả có thể dựa vào may mắn và ngẫu hứng. Cũng được, không sao cả. Rồi, câu này. Choose the correct answer. Chọn câu trả lời đúng. Ừ. Đây là một câu hỏi từ lĩnh vực giao tiếp. Would you like some milk? Đây là một lời mời. Would you like? Bạn có muốn? Một lời mời lịch sự đó con ơi. Bạn có muốn xóm, một ít milk sữa bạn có muốn dùng một ít sữa hay không người ta mời mình như vậy thì mình phải đáp lại như thế nào kính mời tất cả quý bà con cô bác gần xa từ nam trí bắc vô miền trung từ đồng bằng lên miền núi ra tới biển khơi cùng nhau ghi chú lại don't mention it nghĩa là gì? Don't là đừng. Mention là nhắc. It là nó. Đừng nhắc nó. Đó là nghĩa đen thui. Đừng nhắc nó. Nhưng mà nghĩa bóng của nó là gì? Đó là không có chị. Câu này dùng để đáp lại lời cảm ơn. Khi người ta cảm ơn mình thì mình kiểu là rất quảng đại. Mình nói, ơi đừng nhắc. Chuyện nhỏ mà nhắc gì? có giúp được gì đâu nhắc nhắc làm chi khỏi nhắc tôi làm như vậy thôi chứ khỏi khỏi nhắc đó ý là người ta là vậy. không có chi được không và mấy con cũng nhớ khi mình làm việc tốt với người khác đừng đòi hỏi sự đền đáp hãy giúp người bằng một tấm lòng bao dung quảng đại đừng có đòi hỏi sự giúp đỡ sau này con lớn lên con sẽ hiểu giúp thì giúp không giúp thì thôi chứ không phải mình giúp người ta để mình trong đợi sau này người ta sẽ phải cảm ơn mình hay là đền đáp với mình cái đó không phải là giúp con cái đó là gì là cũng chả có giúp gì đâu con một sự đầu tư không có cái đó không có khỏi là là là, là làm việc tốt làm việc tốt là mình cứ đóng góp mình cho đi không yêu cầu sự nhận lại như lục vân tiên đã từng nói làm ơn há dễ trong người trả ơn đó à, vậy ha vậy đó là lý do tại sao mà đây cái câu này ai đó cảm ơn mình mình nói ơi nhắc làm chi đừng nhắc tôi quên rồi tôi làm việc tốt cho bạn tôi quên rồi đừng nhắc nữa à, thí dụ vậy và suy ra câu này không phải là lời đáp cho câu hỏi ở trên I'd love to tôi rất vui lòng muốn được dùng nó tôi rất thích và thực ra đây là lời đáp đó con lời đáp cho những lời mời I'd love to. Thank you. Yes. Câu B luôn đó. Rồi. Câu C, you're welcome, cũng giống như câu A, không có gì. Còn câu D, I'm a doctor, tôi làm bác sĩ. Là câu để trả lời cho câu hỏi bạn làm nghề gì? What's your job? Đáp án là câu B. Và bây giờ là 20 bạn sẽ đại diện cho Tom và Cherry. 20 bạn như sau bạn Hồ Trọng Việt ghi về một phiếu cho đội Cherry. Tâm An 0 0 0 Tâm An 2. Chánh Khôi 3. Linh Chi 4. Minh Đạt 5. 20 bạn lận con. Nhật Minh 6. Thành Nhân 7. Trí Dũng 8. 8 rồi. Anh Thư 9 Hiểu Linh 10 Trường Sơn 11 Còn 9 bạn nữa cố lên An An 12 Bảo Châu 13 Aliza 14 Chỉ còn 6 bạn nữa thôi Đó là bạn Ngọc Khuê 15 Quốc Hưng 16 Sao vậy? Cherry đâu hết rồi Ái Như 17 khá như là đội Cherry nha. Bảo Thắng 10. Bảo Thắng sai rồi con. Minh Hà 18. À, Minh Hà sai rồi. Ai? Trời ơi. Hưng Phúc 18. Ngọc Linh 19. Hưng Phúc đội Cherry nha. À, Ngọc Linh 19. Và người cuối cùng đó là Uyên Thảo 20. Lần này thì Tom hiện tại đang dẫn trước. Lại chúc mừng bạn Tom nha. Không sao đâu. Màn sau Cherry gỡ liền gì. Tom đi trước. Chúng ta cùng đến với câu số 4. Bạn Dương Lê Dương Trí Dũng nói rằng Gia dạ quy nhà người không bao giờ có cửa với ta đâu. Ha, ha, ha. Đó là bạn Lê Dương Trí Dũng nói, thầy chỉ dịch lại cho mấy con thôi. Tiếp theo chúng ta cùng đến với Trời ơi, coi kìa Lê Tụi con mà thấy cái câu của Lê Hoàng Bảo Liên Tụi con sẽ rất là kiểu như nè Lê Hoàng Bảo Liên nói nè Thôi, Gia Huy ơi, cố lên nha Gia Huy. Bạn Bảo Liên là đội Thom đó, đội Thom đang thắng mà đội Thom nói, Gia Huy, cậu cố lên nha, mình thương cậu quá à. cố lên nha cậu, mình tin là cậu sẽ làm được, cố lên. Đó là lời của bạn Bảo Liên. Và cũng là bạn Phương Linh Các bạn đội Jerry ơi cố lên nha Mình biết là theo đuổi tụi mình khó lắm Các bạn phải cố gắng thật nhiều nha Nhưng cố gắng thật nhiều mới theo kịp tụi mình đó nha Đó, đó là câu của bạn Phương Linh Rồi, chúng ta cùng đến với câu số 4 Vô Điền vô con Điền vô Jerry của bạn Trúc Phương nói rằng Cố lên đội mình ơi Cố lên đội mình Cố lên nào đội mình ơi Một câu trả lời đã yêu cầu cần phải có được cả hai đáp án trong một tin nhắn. Đối với các con thì các con bấm đáp án số 1 xong rồi enter qua đáp án số 2. Nhưng mà đối với thầy, thầy nhìn một dàn đáp án thì thầy không biết cái nào là là của con thí dụ như là bạn anh thầy ví dụ ra nha chẳng hạn như bạn hữu hùng đi. bạn ghi câu số 1 bạn enter một cái là những bạn khác cũng đã enter rồi xong rồi khi mà hữu hùng ghi câu số 2 á, thì thầy đã quên mất đáp án của hữu hùng ở trên rồi cho nên các con hãy ghi hai đáp án trong cùng một câu hỏi cùng cùng một lời một một tin nhắn thầy mới có thể gọi là chiếu cố được 10 giây nữa thì sẽ đóng số. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 và bây giờ xin được phép đóng sổ nghĩa là các con không được bình luận công khai nữa hồi nãy các con được bình luận một cách công khai để cho đồng đội của mình thấy mình và tiếp bước đôi khi đồng đội mình tìm chưa ra nhưng mà thấy a cherry nó nhắn rồi kia mình phải bắt trước nó thôi bởi vì chúng ta là chơi một đội mà gửi đúng không nhưng mà bây giờ để coi coi sao à. điền đúng dạng từ trong ngoặc vào chỗ trống những bạn nào chưa học bài này nghe cho kỹ nói về dạng từ là chúng ta nói về bốn loại dạng từ chính đó là danh danh là danh từ động là động từ tính là tính từ và trạng là trạng từ con nhé về chức năng danh từ chủ yếu làm làm gì con làm chủ ngữ chủ ngữ làm tân ngữ. Tân ngữ của động từ hoặc là tân ngữ của giới từ. Chẳng hạn như là sau chữ on, chữ of mấy cái đó là toàn là danh từ không thôi. Rồi đó là công dụng của danh từ. Động từ thì chỉ hành động trong câu rồi con. Động từ thì phải chia thì, chia dạng ha. Tính từ, tính từ có những cái công dụng thứ nhất là miêu tả danh từ. Và thực ra nó cũng chỉ có miêu tả danh từ thôi, không có những gì khác đâu. Miêu tả danh từ theo hai cách, một là sau động từ to be nhưng mà con nhớ cái này luôn luôn sẽ có những ngoại lệ nha con. Sau be ha. Hoặc là trước danh từ con ạ. À. Chữ A, D, uh, chữ adj này nè là viết tắt của tính từ đó con, là adjective adjective là tính từ ha. Rồi còn trạng từ là adverb, viết tắt là adv. Trạng từ sẽ miêu tả hoặc là thầy muốn dùng cái chữ là bổ nghĩa cho tất cả những loại từ còn lại ngoài danh từ. Tính từ đã miêu tả danh từ rồi thì trạng từ sẽ bổ nghĩa cho động từ. Tính từ hoặc thậm chí là một trạng từ khác hoặc thậm chí là cả giới từ luôn. Vân vân tất cả những loại từ khác trừ danh từ nha con. Vậy thì chúng ta coi ở đây, mình muốn điền đúng được cái dạng từ trong ngoặc mình phải thật sự hiểu cái câu này, câu số 1. Hi anh ta. Thay dịch thành chữ ảnh đi nghe cho nó thân thương. Ảnh thay vì là mình thích anh ta Thì mình nói là mình thích ảnh Đúng không? Ảnh Ảnh sao? What Đi Đi bộ Quốc bộ ED này là đã Ảnh đã đi bộ Sao nữa? Rồi nguy hiểm Không biết nguy hiểm là gì Danger Mình chỉ biết cái chữ danger có nghĩa là nguy hiểm Nhưng mình không biết là cái chữ nguy hiểm này đang bổ nghĩa cho cái gì Cứ ghi ra đó Through là xuyên qua xuyên qua nha con. The forest là khu rừng. À, vậy là anh ta đã đi bộ nguy hiểm xuyên qua khu rừng. À, anh ta đi bộ nguy hiểm xuyên qua khu rừng. Thầy nhắc tới đây, các con có muốn thay đổi đáp án không? Bởi vì rất là nhiều bạn làm sai. Anh ta đã đi bộ nguy hiểm xuyên qua khu rừng. Vậy thì ở đây nếu các con sử dụng tính từ thì thầy sẽ hỏi là ủa danh từ đâu? Danh từ là anh ta hay là khu rừng? Ở đây là hai danh từ duy nhất trong câu này. Nếu mà là anh ta nguy hiểm, ủa, sao là anh ta nguy hiểm? Anh ta có nguy hiểm? Anh ta nguy hiểm là mọi người sẽ sợ anh ta anh ta giết người cướp của hay sao mà anh ta nguy hiểm vậy là anh ta không có nguy hiểm khu rừng nguy hiểm ờ à, được khu rừng này nguy hiểm nè được y nhưng mà khu rừng nguy hiểm thì con chỉ có hai cách biết thôi một con phải biết là cái chữ nguy hiểm đặt ngay trước chữ khu rừng theo đúng như cái công thức là adjective cộng nào khu rừng nguy hiểm mình ghi là nguy hiểm khu rừng ghi ngược lại phải không Cách hai là con phải làm giống như cái dạng ở trên là The forest is Rồi mới thêm cái tính từ nguy hiểm Suy ra chữ nguy hiểm này mình không dùng tính từ được rồi Ai dùng chữ dangerous là sai rồi đó Dangerous là nguy hiểm thầy đồng ý Danger này là, đây là danh từ này con là mối nguy hiểm Bạn nào có học bài thì sẽ dễ dàng biết được Đó chính là mối nguy hiểm Và dangerous đúng là tính từ nguy hiểm nhưng con ơi, nguy hiểm này là một từ miêu tả cho động từ walk. Còn nếu không miêu tả động từ walk thì nó có thể miêu tả cho giới từ through cũng được. Một cách nguy hiểm trời nó nó đi bộ một cách mạo hiểm xuyên qua khu rừng. Do đó chúng ta cần phải sử dụng trạng từ cho chỗ trống này. Mà cái công thức của trạng từ sẽ là nhìn chung ta có đó là tính từ cộng với chữ ly ở cuối câu thì sẽ ra trạng từ suy ra là là gì chỗ này phải thêm chữ ly vô nữa con he walked dangerously through the forest mới đúng đó có ai sai không có ai đúng không ừ. rồi câu thứ hai thì có vẻ dễ hơn nè mấy con hương à trong lớp mình nhiều bạn tên hương phải không diệu hương rồi uh, gì nữa có ai hương nữa không để coi coi Diệu Hương nè ai nữa nè uh, Mai Hương nè ha Hơi xin lỗi hai bạn Hương nha thầy sẽ lấy lại là tên Hường đi có ai tên Hường không không đúng không Hường đi ha Hường rất là đấy Hường rất là suy ra cái chỗ trống này đang miêu tả cho bạn Hường theo đúng với cái công thức là động từ to be cộng với tính từ chữ rất này thêm vô để chuyển tả mức độ thôi Chứ đúng ra là động từ to be này Sẽ cộng với tính từ Tính từ gì đây? Talk Talk là động từ à, Và chúng ta sẽ phải điền từ talkative Chữ này thì thầy đã có cho trong cái bảng rồi Bạn nào có học bài Thì sẽ dễ dàng biết được Đó là từ talkative Bạn nào mới học bữa đầu tiên ngày hôm nay Cứ ghi chú vô con Từ từ con sẽ được luyện tập lại talkative. Rồi, right. Hương is very Hương chứ. Is very talkative. Hương nói rất nhiều. Nhiều chuyện, nói nhiều. Đáp án dangerously và talkative. Lần này để đây coi Tom và Jerry ai sẽ là người dành lại vinh quang cho nhóm mình đây. Mò mãi mới có được một người đó là à, bạn Hồ Trọng Việt Phải nói là bạn Hồ Trọng Việt Rất xuất sắc Thầy cái câu này hơi khó đó. Thầy xin uh, cho bạn hồ trọng việc gấp 3 điểm bởi vì câu này khó. Con đồng ý không? Rất nhiều bạn làm sai. Cho nên thầy xin cho bạn hồ trọng việc 3 điểm và đó là đội của bạn Jerry, Jerry 3 điểm nha. Rất xứng đáng con nha, rất xứng đáng thầy kiếm mãi cũng chưa thấy một người thứ hai làm được nè. Để thầy kiếm nè. À có một bạn cũng gần gần đúng là bạn Thành Nhân. Tiếc quá, con ghi là Lee, tiếc quá con. Con đã xác định được trạng từ là thầy cũng rất là mừng nhưng mà rất tiếc. Dangerly chưa phải. Tiếp theo là bạn Đặng Trần Bình Minh. Con đúng được chữ dangerously nhưng mà lại sai chữ talked. Rồi và bạn Đặng Trần Bình Minh là đội đội của Tom. Lẽ ra là thầy sẽ cho con 3 điểm cộng nhưng mà rất tiếc. Không có. Quốc Khánh nữa nè. Rất rất gần đúng luôn Quốc Khánh xác định được nhưng lại sai chính tả trời ơi Quốc Khánh Con là đội Tom Đội Tom sẽ rất là tức tối đó Quốc Khánh Để này kiếm coi còn ai nữa không Đinh Bảo Trâm Trời ơi Đinh Bảo Trâm đội Jerry toky là gì nhở Is toky không được rồi Nhưng mà dangerously là đúng Thầy khen con nha Bảo Trâm Thầy khen tất cả những bạn xài được chữ dangerously Ờ... Uh... Con phải đúng được cả hai từ thì mới vinh danh được nha. Ở đây kiếm mãi chưa thấy nè. Có bạn Nguyễn Bảo Châu là người đầu tiên của đội Tom. Dạ, yeah, nhưng mà yes, Bảo Châu một phiếu. Nên là chắc kiếm được 10 người chắc khó à. Để coi. Ráng kiếm. Ráng kiếm cho tụi con đây. Bạn Linh Chi là người thứ hai đem về điểm số cho đội Tom. Đội Tom có hai người rồi. Trời ơi Nguyễn Ngọc Linh đội Tom rất tiếc con viết cũng đúng nhưng mà chữ talkative con thiếu chữ a tức quá tức 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 quá đi. Rồi đó chính là bạn bạn gì? À bạn Nguyễn Minh Châu của đội Tom đem về điểm thứ ba. Yes. Bạn Nguyễn Trần Hữu Phúc, Lê Trần Hữu Phúc của đội Cherry mang về điểm cho đội Cherry. Đó là người thứ năm rồi ha. Phan Quỳnh Uyên Thảo người thứ sáu mang về điểm cho đội Cherry. Tiếp theo đó là... đó là 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 Hoàng Phương Linh mang về điểm tiếp theo thứ 8 cho đội Tom. Còn hai bạn nữa thôi. Hai bạn nữa thôi. Hai bạn nữa thôi. Đó là bạn. Đặng Nguyễn Ngọc Anh Mang về điểm số thứ 9 Cho đội Tom Và bây giờ quý vị nhìn xem Đang bằng điểm nhau Và người tiếp theo đội nào Thì sẽ là Là Đội đó nha Thầy đang hồi họp tìm đây Có rồi Đó là bạn tên là Trần Phương Thảo Mina Thuộc đội Cherry Và lần này Cherry đã dẫn trước chúng ta cùng nhau đến với đáp án để coi đằng này Jerry dẫn trước để ngang bằng với lại Tom <laughs> mệt quá bất phần thắng bại quá đi câu số 5 có nội dung như à, rồi Trúc Phương con bình luận cái đó một cách công khai Trúc Phương để ủng hộ bạn bè của mình nè con bình luận lại đi nè Trúc Phương nè Ôi, trời nãy giờ chưa bất chưa chưa có được ấy nữa hãy đọc tên đội mình lần nào? Who is going to be the winners? Rồi cảm ơn con. Chỉ còn có chỉ còn có 6 phút nữa thôi thầy nghĩ rằng sẽ không đủ thời gian cho mình làm hết những câu này. câu giờ mấy con hãy chọn cái câu nào cho thật là thông minh để mang lại điểm số cuối cùng sau phần này là biết ngay ai à là đội thắng chung cuộc số mấy mấy con nè what number 8 eight and ten a ten, ten, ten thôi, các con thầy nghe được là 8 và ten bây giờ mình không tìm những cái câu khác nữa mình nghe a và ten thôi nha nói là 8 or ten go

mời cô giám thị cô giám thị nghe cái nào ạ? À? Cô giám thị đó. Cô giám thị chọn đi ạ. đi tiên cô giám thị đợi công ty của cô giám thị chọn ha, chọn giùm mình ha. Rồi cô chọn đi. Rồi cô chọn A. Thầy cũng nghe là A luôn ha. Rồi, chọn A. Now class, let's go to question 8. Tất cả Tâm và Gia Huy chuẩn bị. Chiến đấu Yo tìm các cặp từ cùng nghĩa trái nghĩa. Nhớ, cặp từ cùng nghĩa trái nghĩa mình sẽ ghi thành một đáp án. Chẳng hạn bad và risky, ghi cho thầy bad gạch cái risky. Đó. Và thầy sẽ vinh danh cho 10 bạn đầu tiên. Rồi. Tìm càng nhiều càng tốt, một người có thể tìm được hai ba cặp. À quên thầy xin lỗi thầy xin lỗi mấy con thầy xin lỗi mấy con quên 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 làm lại làm lại xí 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 Woo! stop xin lỗi xin lỗi thầy quên mất tìm cho thầy cặp từ trái nghĩa chứ sao cùng nghĩa trái nghĩa biết biết nó là cái gì Phải không cho nên bây giờ tất cả mọi người tìm cho thầy những cặp từ trái nghĩa tìm cho thầy cặp từ trái nghĩa nha trái nghĩa nhau mới được nha trái nghĩa tức là ngược nhau chẳng hạn như to với nhỏ đó tốt với xấu đẹp với xấu đó là những cặp từ trái nghĩa. Chuẩn bị, mở khung chat. Một, hai, ba, bắt đầu tính. Tom and Jerry, let's go. Rồi. Còn 40 giây. Tìm càng nhiều càng tốt mấy đứa. 20 giây nữa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đóng máy. Yes. Và bây giờ tin nhắn của các con chỉ được thể hiện một cách riêng tư. Rồi, bây giờ chúng ta cùng coi nha. Bad là xấu, là tệ. Xấu này là trái nghĩa với tốt, chứ không phải là xấu trái nghĩa với đẹp. Được không? Risky, risky có nghĩa là đầy hiểm họa. Đầy hiểm họa. Một cái công việc gì đó mà risky là một công việc không an toàn con nha. Ugly là xấu xí, khi mình nói xấu xí là mình đang nói về ngoại hình hoặc là hình dạng. Cái bên ngoài. Careful, cẩn thận. Tiếp theo, chúng ta có small là nhỏ. Charming là đẹp. Big là to. Dangerous, con biết rồi, đó là nguy hiểm. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm nha. Rồi, tiếp theo. Pretty, đẹp. Careless là bất cẩn. Trong đó, care là cẩn thận. Less là không có. Careless là không có cẩn thận, tức là bất cẩn. Good, tốt. Safe, an toàn. Vậy thì chúng ta có thể dễ dàng tìm được một số cặp từ cùng nghĩa trái nghĩa con ha. Rồi để coi coi bạn nào làm được. Đầu tiên là Lê Nguyễn Anh Quý. Bad và good chính xác. Bad và good chính là một cặp đầu tiên. Bad và good. Xong. và đó chính là Lê Nguyễn Anh Quý. Anh Quý thuộc đội Cherry. Một gạch cho Cherry. Tiếp theo. Dương Hoàng Bách Diệp. Hoàng Dương Bách Diệp. Small và big. Chính xác. Small và big. Nhỏ và to. Bách Diệp thuộc đội Tom. Một đều. Tiếp theo xin mời bạn Bùi An An. Một lần bạn Bùi An An đã ghi được cả ba cặp đó là ugly pretty. Pretty là đẹp nè. Ugly là xấu, một cặp. Uh, ai nữa? Bad và good ha. Rồi có rồi, big và small có rồi. Vậy thì bạn Bùi An An ghi lại được 3 điểm cho đội Tom. Rồi đó là bạn thứ ba. Bạn thứ tư Minh Đạt. Pretty ugly. Đúng rồi, người thứ tư Người thứ năm thuộc về bạn Quốc Cường. Bạn đã ghi được 3 cặp từ cho đội Tom. Tiếp theo đó là bạn Hoàng Ngọc Lam. Bad và Good. Bạn đã ghi được một điểm cho đội Cherry. Chính xác. Dương Trí Dũng. Wow trời. Trí Dũng ghi được 1, 2, 3, 4, 5 cặp từ. Trí Dũng thuộc nhóm Tom. 1, 2, 3, 4, 5. Mấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Còn ba người nữa hy vọng là uhm, cuộc đội Cherry nha. Bạn... rồi, bạn Diệu Hương là người tiếp theo ghi được ba cặp từ cho bạn Tom. Ok. Dương Minh Đạt, một cặp từ cho bạn Tom luôn. Là nhiều rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Người cuối cùng đó là Phan Quỳnh Uyên Thảo đã ghi về nhóm cho đội Cherry. Vậy thì cuối cùng đáp án bạn Tom đã là người dẫn trước và cũng như là bạn Tom đã là người về đích trước ha đây về đích trước nè ba 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 nào các con hãy cùng nhau chiêm ngưỡng thành quả của đội Tom bằng bằng ba răng ba răng ba răng ba răng ba răng đó rồi rồi không sao hết các con thắng không thua bạ lộn thắng không kêu bại không nản tất cả đều còn phụ thuộc vào may mắn nữa và bây giờ để kết thúc chương trình, thầy xin gửi tặng cho các con một bài hát để cũng như chúc Tết, xin lỗi, chúc tất cả các con thì tốt bằng ca khúc mà thầy đã hứa là thầy cho lớp mình coi, thầy đã gửi vô rồi đó. Thầy gửi vô rồi, vô group rồi. Và bây giờ mời các con cùng nhau xem lại bài hát cover về những động từ cắt. Mời các bạn nha. Và cho thầy bình luận nghe. Uh, let's go học được từ gì ghi ra cho thầy bình luận nè bắt đầu Phan, không nghe tiếng hả có nghe không có con nghe tiếng được tiếng không ủa có mà phải không làm lại trời ơi làm hết hồn lại mấy đứa nè thầy mở lại nghe được từ gì comment cho thầy nha chuẩn bị hai bài giót Ủa không nghe hả? Sao nhiều bạn nghe không nghe quá vậy? Kỹ ta. Thôi làm lại làm lại nè, giờ làm lại nè. Stop share. Stop share nè. Ok, rồi share lại nè. Đó. Ờ uh, tắt share nè. Bây giờ share lại nè. Rồi các con nghe tiếng không nè? Tắt Có nghe không? Bây giờ có nghe không? Có nghe không? Có nghe được không? Rồi. cắt đôi cắt sợi khác với lúc cắt vuông cắt vụn từ cắt ai cũng biết rồi quen ơi quen ai mà chẳng thuộc thế nhưng vẫn còn bao nhiêu là thế loại cắt gọn ghi chú vô đi mấy bộ chừng nào cần thì mình chém gió em ơi anh muốn cắt bớt những lừa thừa cho nó gọn có nghĩa là muốn tỉa cho gọn là anh dream em ơi anh muốn bấm gốc bấm lồng mi thật nhanh gọn nhấp nhanh đầu kéo nhọn anh gọi là anh sneak khi đâu đứng cắt rau xanh em cứ chóp cứ chóp cho anh khi em chóp ta ra sương xương như này con cá rốt đôi khoai tây em cắt lát cắt lát như đây ra từng miếng dẹt dẹt này là mình slice. Cũng là cả... này trông vuông vuông như hạt quả lự và giống như hột xí ngầu đến tan đai đai là xí ngầu cắt thành miếng dài chứ liên nghĩa là cắt sợi còn nếu băm thành bánh vụn thì mình mình rồi mình nấu em ơi anh muốn cắt những khúc cây to thành khúc cội có nghĩa là muốn trẻ gỗ là chop the world nhưng khi anh muốn cắt những khúc cây to thành khúc cội Thấy anh sao tớ quên em hiểu là anh cứ Em có nhớ nhớ hay chưa Sao là cắt cắt với cây cưa Em cứ cắt đi sao cho ngon cho vừa Con tớ slick cắt một đường Dạch là slick ta biết hay chưa Bao nhiêu đó nhiều rồi còn cần gì